xin kính chào quý vị và các bạn Đêm qua và dạng sáng nay, các tỉnh Bắc Bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên thời tiết ổn định dần trở lại. Độ ẩm không khí ở mức cao, mưa nhỏ và sương mù chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Riêng khu Tây Bắc và vùng Nam Đồng Bằng vẫn xuất hiện mưa nhỏ dưới diện dài rác, nền nhiệt vẫn ở mức rét. Vùng núi nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 10 độ. Còn vùng Đồng Bằng và Trung Du nhiệt độ cao hơn khoảng 1 đến 2 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đã giảm hẳn mưa, riêng khu vực Trung Trung Bộ vẫn còn có mưa nhưng lượng mưa không nhiều. Sáng nay trên toàn khu vực Bắc Bộ, tuy nền nhiệt còn tương đối thấp nhưng có xu hướng nhích lên so với hôm qua đôi chút. Bầu trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ kèm theo sương mù ở một vài nơi. Đặc biệt ở khu vực núi cao, mật độ sương mù khá dày nên khiến cho tầm nhìn giảm, gây ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân địa phương. Đến gần trưa và chiều, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần lên nhưng mức độ tăng nhiệt không đáng kể, trời tiếp tục rét tối và đêm, quá trình giảm nhiệt lại diễn ra, nhiệt độ sẽ dao động từ 15 đến 18 độ ở vùng đồng bằng, vùng núi thấp hơn khoảng 1 đến 2 độ. Riêng những nơi có địa hình núi cao như Sapa, Mẫu Sơn, nền nhiệt thấp hơn hẳn so với các nơi khác, dưới ngưỡng 10 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, Quá trình mưa cũng giảm dần. Ở phía Bắc, tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng, trời ấm lên đôi chút. Các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, số điểm có mưa nhiều hơn, nhưng thời gian mưa không kéo dài nên lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất của khu vực này trong ngày hôm nay sẽ ở dưới ngưỡng 27 độ. Do nước tan nằm trải dài theo phương kinh tuyến, nên không khí lạnh hầu như không tác động đến phần phía nam của lãnh thổ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Nam Bộ, cường độ nắng trong ngày khá cao với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ. Trong đó các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm giữa trưa nhiệt độ có thể lên đến mức 34 độ, trời khá nóng. Những làn khí lạnh từ phương Bắc tuy không tràn xuống nước ta trong một vài ngày tới nhưng lại bổ sung về phía Đông Bắc trên địa phận Trung Quốc, kìm hãm không cho nền nhiệt tăng lên. Do vậy thời tiết tại các tỉnh miền Bắc nước ta chưa có biến chuyển nhiều, nhiệt độ biến đổi rất chậm trong hai ngày tới, sau đó tăng dần. Các tỉnh phía Nam trời vẫn nắng nhiều và nền nhiệt duy trì ở mức cao Tiếp nối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi 10 đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực biển Đông, Khu vực phía Bắc Biển Đông còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 Biển Động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 Biển Động, nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, à, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Thưa quý vị, trong ngày và đêm nay, các tỉnh miền Bắc trời còn rét, các tỉnh ven miền Bắc và Trung Trung Bộ giảm mưa, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng và nền nhiệt ở mức cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.